Anh cũng xuất phát từ, thật sự anh chia sẻ với em là cái ngày anh bắt đầu kinh doanh sim ấy, thì lúc ấy anh mới có 19 tuổi, là cũng là vì một cái đam mê, xong là bắt đầu hình thành dần dần. Thế gặp được những cái người mà cùng đam mê với mình, xong người ta chia sẻ với mình, truyền đạt cho mình kiến thức, xong bắt đầu anh cũng lại học dần, học hỏi rồi kinh doanh. Sau này anh gặp các cái cậu em mà nó ít tuổi ấy, thì anh cũng lại chia sẻ cho nó, xong nó cũng kinh doanh. Cuối cùng là thành ra anh em là anh chia sẻ cho mọi người để cùng phát triển, cùng kinh doanh nhiều. Mà bây giờ thợ sim ở Việt Nam mình ấy, rất nhiều người là khách hàng của anh, mà rất nhiều người là nhân viên của anh hoặc cộng tác viên của anh. Đấy là những cái người mà ban đầu tiên họ cũng chỉ là sự đam mê thôi, xong anh chia sẻ rồi anh gọi là hướng dẫn, xong là phát triển nhiều lắm. Anh em người ta kinh doanh sim bây giờ độ trẻ là thông minh giỏi lắm. Anh em mình là cũng là gọi là thuộc dạng là già đấy em ạ. Bây giờ độ trẻ đội 9x 9 7 9 8 9 2000 đấy, thông minh lắm. Kiểu như là bây giờ mình cảm giác mình hơi già, nhiều khi đi đến đâu á kêu chụp hình này kia cái kiểu à. Lo bỉ lắm, với lại không có kiểu như hồi trẻ trẻ đâu, bây giờ tụi nó trẻ nhiều lắm. Đúng rồi, mà bây giờ các em nó thông minh lắm, các em nó phát triển. Có thể nói là anh em mình bây giờ mà mình không kiểu như là học hỏi nhá, không không vận hành nhá, thì anh em mình đi sau đấy, đi thua đấy, kể cả trong ngành mình.